chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà được ban tổ chức Việt Nam quan tâm đặc biệt, cử người sang tận nơi lo thủ tục cho đi Mỹ. Một mình mang chuông đi đánh xứ người, đại diện Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có những phần thể hiện xuất sắc qua các phần thi phụ, hoạt động bên lề thuộc khuôn khổ của cuộc thi nhan sắc uy tín bậc nhất thế giới Miss World 2021. Trước khi hoàn thành thủ tục về nước, nàng hậu đã có buổi gặp gỡ ấm áp cùng ekip. Đại diện Việt Nam nhận kết quả âm tính sẽ được ban tổ chức trả lại hộ chiếu và chuẩn bị trở về Việt Nam. Mới đây, bà trùm Hoa hậu Kim Dung đã đăng khoảnh khắc Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong buổi tiệc tối cùng thành viên trong ekip. Kim Dung chia sẻ, "Be as strong as you always are." Đỗ Thị Hà cảm ơn cô Si đã kịp bay sang Mỹ, rồi bay sang Puerto Rico với cô gái nhỏ. Nhìn buổi ăn tối của hai chị em mà tưởng Hà đi ăn với người yêu. Chúng ta sẽ chơi lịch mới và chiến đấu phần còn lại em nhé. Nàng hậu xứ Thanh được tổ chức buổi tiệc ấm áp sau sự cố hoãn chung kết Miss World 2021. Theo như dự kiến, thành viên ekip đến Puerto Rico để cổ vũ Đỗ Thị Hà trong đêm chung kết Miss World 2021. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh phức tạp khiến sự kiện tạm hoãn trước giờ G và dự kiến tổ chức lại sau 90 ngày. Người hâm mộ thêm phần yên tâm khi nàng hậu không chỉ ổn định về sức khỏe mà còn có người thân ở bên trong thời khắc quan trọng. Nàng hậu giản dị, gần gũi tận hưởng thời gian cùng ekip. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho hành trình phất cờ nơi xứ người, đại diện Việt Nam tâm sự. Hành trình đến với Miss World 2021 của mình tính ra là đã được một năm và mình đã trải qua rất nhiều khó khăn. Ngay sau khi đăng quang, mình luôn bận rộn với lịch trình, cương vị là tân hoa hậu. Sau đó thì dịch, rồi Tết đến và hết một năm. Ra Tết hoạt động được 1-2 tháng là một đợt dịch nữa ập tới. Đỉnh điểm nhất là đợt dịch kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Đây là thời điểm nóng và mình gần như không hoạt động trực tiếp cùng ekip. Thật may mắn giữa tháng 10, mình bay được vào thành phố Hồ Chí Minh và gặp mọi người. Mình có hơn một tháng để chuẩn bị các công việc quan trọng còn lại. Vì chỉ có vỏn vẹn một khoảng thời gian ngắn mà khối lượng công việc khá nhiều, nên nhiều hôm lịch trình của mình bắt đầu từ 4-5 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm. Nhiều hôm về mệt nhưng mình không nản lòng, mình tiếp tục cố gắng. Trời ngày hạnh phúc nhất cũng đến, ngày mình cầm lá cờ tổ quốc và mang trên mình hình ảnh cũng như trách nhiệm đại diện đất nước. Mình hào hứng phấn khởi, cũng là lần đầu đi máy bay sang nước ngoài nên mình rất vui, đi đến sân bay, thấy mọi người nhìn, mình đều hồ hởi chào. Bằng sự cố gắng và tài năng, Đỗ Thị Hà đã được khán giả kỳ vọng danh hiệu cao tại Miss World 2021. Trong 25 ngày tranh tài, đã sắc cùng hơn 100 đại diện sắc đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, Đỗ Thị Hà luôn giữ vững phong độ và đạt được những thành công trong các phần thi phụ. Người hâm mộ mong đợi trong thời gian tới, nàng hậu sẽ duy trì ngọn lửa chiến thắng, tỏa sáng và giành được vị trí cao trong chặng đường cuối cùng tại Miss World 2021. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.